Trân trọng kính chào quý vị và đài truyền hình SPTN. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình xoáy tin hôm nay là ngày thứ hai, ngày hai tháng 8 năm hai nghìn Và xin có lỗi cái vị anh Mai Phi Long vẫn còn chưa có về đến On County thành gia hôm nay một mình tôi làm mà tôi hy vọng ngày mai sẽ trở lại. Mong quý vị thông cảm. Thưa quý vị, cái chuyện ông tổng thống 4 năm của Mỹ đó là ông Donald J. Trump bị FBI khám nhà hôm tám tháng 8 làm cho nhiều người ta gãi đầu gãi tai và không hiểu tại sao chuyện này lại để xảy ra mặc dù ông đưa ra nhiều cái lời biện minh này kia cái chuyện đó là chuyện của ông nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng một cái chuyện một cái chuyện rất rõ ràng không thể chối cãi không thể chối cãi đó là gì fbi xét nhà ông một cách hợp pháp bởi vì có trát tòa tòa cho phép xét đó là cái thứ nhất của thứ nhất cái thứ hai của thứ nhất thì ông có ăn cắp một số hồ sơ đem về nhà đơn giản là như vậy nếu mình không ăn cắp thì đâu có ai vô nhà mình xét chi có đúng không quý vị à. nhưng câu hỏi lớn hơn là tại sao một người như ông trump tổng thống hiệp chủng quốc hoa kỳ mà ông luôn tự hào khoe khoang là tôi có những cố vấn giỏi nhất mặc dù từng người tình bỏ ta đi tại sao lại để xảy ra cái chuyện gọi là hớ anh mà con nít mà gọi là sơ đẳng như thế này ngày hôm nay tôi muốn nói về cái lý do vì sao tờ New York Times và hãng thông tấn AP đã phỏng vấn nhiều cựu nhân viên từng làm việc trong trâm họ mô tả là gì một trong những lý do nha một trong những lý do đó là bởi ông cố bám víu quyền lực cho nên không đủ thời gian và không đủ minh mẫn để mà chuyển giao những hồ sơ đó cho cục lưu trữ liên bang theo luật và có thể có một lý do cá nhân khác nữa mà nhiều người nói là à, ông nghĩ rằng cái đó đồ của ông <laughs> những cái gì ông hay thường nói là my general là các tướng của tôi my kevin tức là ông dân biểu kevin mà ca thí là cái gì mai 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 hết tức là những cái gì trong tài ông là của ông có lẽ vì vậy mà ông đem về nhà à, Nhiều có người lại nói đó là gì ông có thể là giữ những hồ sơ này bởi trong những hồ sơ này nó có những cái chuyện mà liên quan đến cái hồ sơ mà ông Robert Mueller điều tra ông vì ông bị tố cáo có liên quan đến người Nga trong cuộc bầu cử năm 2016. Còn ông luật sư Michael Cohen, luật sư cũ của ông ấy thì bảo là ông có thể dùng những hồ sơ này để mà gây sức ép ở bộ tư pháp sau này. Đó là những cái giả thiết đã đưa ra. Nhưng có một điều không thể chối cãi là ông lo bám víu quyền lực Ông không để tâm đến chuyện đó Mà chuyện đó chuyện phải làm Thì theo tờ New York Times cho biết 4 ngày trước khi ông rời tòa cốc Tức là ngày 16 tháng riêng năm 2021 Nhân viên tòa bạch ốc đi vô trong tòa ốc ngỡ ngàng. Bởi vì sao? Hình ảnh ông Trâm, giấy tờ vẫn còn treo trên tường. Hồ sơ vẫn còn đầy đầy trên bàn. Mọi thứ như không có gì thay đổi riêng trong phòng ăn mà kế phòng ông một đống hồ sơ để, cạnh mũi luôn giấy tờ luôn, không thấy ai bỏ thấy họ thấy có khoảng hơn hai chục cái thùng giấy để không thùng hồ sơ mà không thấy bỏ hồ sơ vô và nhân viên họ ngạc nhiên Ủa sao kỳ vậy? Còn có bốn ngày nữa mà tại sao giống như là không có gì thay đổi? Bởi vì người ta nhớ đó thời ông Barack Obama người mà đứng trước ông Trump, thời ông Putin thời ông Clinton sau khi bầu cử xong là người ta chuyển giao quyền hành có đúng không quý vị nó lập cái nhóm gọi là transitional team để mà chuyển giao quyền hành chuyển giao giấy tờ các thứ và độ chừng mười mấy hai chục ngày trước quý vị nhớ nhá bầu cử tháng 11 đến 20 tháng riêng ngày mới giao tây có hơn hai tháng trời từ đầu tháng 11 qua đầu tháng 12 là một tháng qua đầu tháng riêng là hai tháng anh có hai tháng rưỡi để chuẩn bị thì thường thường ở cái tầm đầu tháng riêng đó, sau tết tây đó là nó thấy là dọn dẹp đâu đều không dọn dẹp gì cả bốn ngày trước khi đời tôi trong cái nguyên bởi vì lúc đó ông lo đấu đá ông lo đi gom tiền ông lo đi kiện cáo ông bỏ ra cuộc bầu cử gian lận vân 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 ông không cho ai làm gì hết không có một cái sự gọi là kỳ đạo rõ ràng và trong bài viết này họ cho biết luôn là ngay cả ông Mark Meadows tránh văn phòng Tàu Bạch Ốc lúc đó của ông Trump. Ông cũng nói với lại văn phòng, à, ông được văn phòng luật sư của Tàu Bạch Ốc cho biết là họ có khoảng hơn hai chục cái thùng giấy. Thấy không? Trong đó có hồ sơ và cần phải được trả cho cục lưu trữ liên bang nhưng mà cuối cùng ta thấy đó là chỉ có mớ được trả lại những hồ sơ được trả lại trong đó bao gồm cả những cái thư mà ông lãnh tụ Kim Jong Un Bắc Hàn gửi cho ông cái thư Barack Obama để lại cho ông chứ nó được coi là tài sản quốc gia và nó mang tính giá trị lịch sử rất cao cho nên phải thuộc về cục lưu trữ liên bang nhưng mà nó đã không thuộc về và chúng ta biết là tôi đã nói quý điểm trước rồi đến khi họ nhận được những hồ sơ thấy ủa sao thiếu họ đòi ông mới trả thêm 15 thùng nữa và rồi người ta thấy thiếu nữa họ phải báo cho tư pháp dẫn đến cái chuyện mà nhà ông bị tham đó thì bây giờ chúng ta thấy nè ông lo những cái chuyện mà nó đâu đâu ông mark đồ cũng không dám ra lệnh để cho người ta thu hồi những cái hộp này để mà gửi cho bên cục lưu trữ liên bang và các nhân viên họ trả lời phỏng vấn họ cho biết rằng Đây là cái chuyện rất bình thường với ông Trump Bởi vì ông Trump đó là hồ sơ không có để vô ngăn nắp Để tùm lum hết Cho nên khi đó mà trong tình trạng như vậy Có thể chàng không biết gì Chàng có bắt gom 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 hết bỏ vô đem về Thì nó dính hồ sơ mặt trong đó Đó vẫn là một cái giả thiết Rồi còn cái chuyện mà xé hồ sơ đó thì chính ông Mick Mulvaney từng là tránh văn phòng cho ông Trump trước ông Mark Meadow, bảo là chính mắt tôi thấy tổng thống Trump từng xé hồ sơ ở trước mặt tôi. Bởi vì đối với ông Trump á, ông rất coi thường, không những là ông cho là những cái đó là của ông, bởi vì ông ông điều hành đất nước giống như một công ty của Trump Organization, không những cho rằng những cái đó là của mình, mà ông còn coi thường cộng đồng tình báo nữa ông bảo anh tình báo là anh tào lao tin tức ông không có tin nhiều khi ông cầm xong xé luôn và cũng có thể vì như vậy ông bỏ lên những tin tức không quan trọng cho nên tôi đem về malago chính cái đó mới là cái kẻ ở đây mình chỉ đưa ra những giả thiết đó thôi nếu ông chứng minh được điều đó thì cái tội nó nhẹ hơn là nếu mà cố tình lấy ở đây vẫn có thể là một cái, cái giả thiết như vậy đó. thì người ta mới thấy rằng là gì trong cái chuyện mà hồ sơ mật dưới thời các tổng thống khác tiền nhiệm của ông người ta đều được nghĩa là văn phòng luật sư nó gọi là hoài hao cao sổ cố vấn kêu những cái gì cái gì cái gì phải để lại nhưng trong trường hợp này ông trump cũng không nghe ai hết ông trump chỉ nghe ông trump mà thôi chính vì vậy đã dẫn đến chuyện này và cái này tôi phải mở ngoặc quý vị biết Chúng ta có thể tưởng tượng một tổng thống Hoa Kỳ mà vô kỷ luật đến như thế. Tôi gọi là vô kỷ luật. Ông nghĩ là ông đứng trên tất cả mọi người. Tôi không nghe ai hết. Ngay cả luật sư chính nhất của Đại Đốc nói ông không nghe luôn. Cố vấn ông, ai cái này ngài phải đưa sang bên Cục Lưu trữ Liên bang mới đúng. Ngài không được đem về Malago nhưng ông không nghe. Nên khi mà bầu ra một tổng thống mà như vậy vô kỷ luật như vậy thì thương vị đất nước nó ra cái gì mà chúng thấy trong 4 năm ông cầm quyền là nó tệ hại như thế nào về mặt luật pháp rồi khi ông ăn cắp những hồ sơ đó bây giờ vô tình cố ý không cần biết hành động đó là hành động ăn cắp tiền tôi quý à, vị yêu nhà tôi quý vị thấy đồ của quý vị trong nhà tôi chưa cần biết là cái gì hết quý vị tố cáo tiền cắp không cãi được bởi vì đồ quý vị nằm trong nhà tôi mà quý vị không cho tôi quỷ không bao giờ cho tôi hết và tôi cũng chưa bao giờ hỏi cái vị luôn đúng không thế tuấn cấp có gì nữa rồi sau đó mới điều tra tiếp là vì sao nó qua nhà tôi mà trước mắt là rõ ràng tuấn cấp đồ của quý vị một tổng thống như vậy thì mẹ lại là nổi tiếng trong cái chuyện là không lưu trữ hồ sơ đàng hoàng bê bối đây là các nhân viên cũng kể lại cho tờ New York Times và AP và họ không dám làm gì cả bởi vì ai mà nói khác ông đuổi liền một tổng thống vô kỷ luật như vậy bởi vì tôi nói quý vị là bởi vì ông không có trình độ chính trị trình độ làm ăn buôn bán của ông có thể quý vị nói là cao lắm nhưng mà trình độ chính trị cực kỳ thấp à quý vị sợ ủa sao cấp thấp tại sao là bầu tổng thống à cái chuyện đó là chuyện khác đâu phải ông tổng thống nào cũng đào hoàng đâu Richard Nixon kìa, nghe lén người ta kìa Bill Clinton Clinton chơi nhạc không có không 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 được phép trong cái ốc kia thiếu y là con người thôi đừng có bênh bệ bạ trở lại vấn đề là gì khi mà ông làm như vậy ông không coi trọng cái chuyện là đưa hồ sơ qua cho bên cục lưu trữ liên bàn rõ ràng một là ông không hiểu luật hai là ông coi thường luật dưới thời ông Clinton khi mà thua khi mà ông hết nhiệm kỳ Mặc dù ông không đồng ý với cái phán quyết của tối cao viện để cho ông bút con thắng ông Elgo phó tổng thống của ông nhưng ông vẫn phải chuyển giao quyền này và vẫn chuyển những hồ sơ đó về mà là gọi à về 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 cục lưu trữ liên bang ông này ăn cắp rồi bảo sao sao ông barack obama ăn cắp thì không ai nói cục lưu trữ liên bang bảo ông ăn cắp hồi nào ông 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 bịa chuyện đã ăn cắp rồi đi tố người khác ăn cắp mà tố sai tố đúng thì cũng còn được đi đôi tố sai tôi dựng chuyện lên để hòa lấp cái việc của mình mà luật sư trong tòa bạch ốc đã nói rõ với ông là nó là theo luật ngài phải đưa những cái này cho cục lưu trữ liên bang những ngày đó thưa quý vị theo tờ new york times report viết lại báo cáo phỏng vấn các nhân viên ông chỉ lo đi lo bám quyền và ông nghĩ trong đầu ông nghĩ rằng là ông thắng <laughs> nếu ta thắng thì bắt mới phải chuyển giao cái hồ sơ này cho cục lưu trữ liên bang đúng không tôi tiếp, 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 tục xài mà tôi, tiếp, tiếp tục làm tổng thống mà hình ảnh trên tường các thứ là tên ông vẫn còn nguyên quần áo trong buồng vẫn còn để 4 ngày sau trước khi mà rời tại cốc mọi thứ coi như chưa có gì thay đổi và quý nhớ ông đâu có chuyển giao quyền hành đâu sau khi ông thua không chịu giao như hành Chưa từng bao giờ trong lịch sử Mỹ Có một tổng thống kỳ quặc như thế Và chính cái đó Cái chuyện mà tham quyền cố vị Bám lấy quyền lực Đạp lên luật pháp Nó mới dẫn đến cái chuyện mà là gỗ Rồi bây giờ đi đổ thừa Tùm lum là Chúng ta phải công tâm cái chỗ này Chúng ta phải nhìn vấn đề rộng ra. Không phải chỉ nhìn cái chuyện là FBI họ khám nhà không đâu không phải chỉ những cái chuyện ông tránh ngán Bruce Rain, uh, Bruce Rainbow ông cho cái chắc chất nhà đâu mà chúng ta phải nhìn cả một quá trình 4 năm đó và cả cuộc đời ông Trump luôn làm việc coi thường luật pháp bởi vì ông sống trong một thế giới kinh doanh ông nghĩ có tiền là ông giải quyết được mọi chuyện điều đó đúng muốn mua cái ly này 5 đồng mua không được thì mua 50 đồng, 50 đồng mua không được, mua 500 đồng, 500 đồng mua không được thì mua 5 ngàn đồng, cuối cùng cũng mua được. Tiền là giải quyết được, nhưng pháp luật nó khác. Khi vô trong lĩnh vực chính quyền nó khác. Và người dân Mỹ đã sai lầm khi bầu ông này lên một tổng thống không biết luật hoặc là coi thường luật. Dẫn đến cái chuyện mà bị xét nhà. Còn nhiều chuyện khác nữa, tôi sẽ phân tích tiếp cho quý vị sau phần quảng cáo. Chỉ quý vị đừng rời màn hình SPTN.